Nếu các Bồ Tát nghĩ rằng ta là kẻ thành tựu nhẫn sâu xa thì gọi là hành có sở đắc. Nếu các Bồ Tát nghĩ rằng đối với hiến pháp sâu xa ta đều có thể tín thọ thì gọi là hành có sở đắc. Nếu các Bồ Tát nghĩ rằng Đối với hiến các nghĩa ta đều có thể hiểu rõ thì gọi là hành có sở đắc. Nếu các Bồ Tát nghĩ rằng, đối với hiến các pháp ta đều có thể thấu triệt thì gọi là hành có sở đắc. Nếu các Bồ Tát nghĩ rằng ta có thể hiểu rõ bản tánh các Pháp thì gọi là hành có sở đắc. Nếu các Bồ Tát nghĩ rằng ta có thể tu hành các đạo Bồ Tát thì gọi là hành có sở đắc. Nếu các Bồ Tát nghĩ rằng ta có thể nghiêm tịnh nhiều cõi Phật thì gọi là hành có sở đắc. Nếu các Bồ Tát nghĩ rằng ta có thể thành thục các loài hữu tình thì gọi là hành có sở đắc. Nếu các Bồ Tát nghĩ rằng đối với Bồ Đề ta quyết định sẽ chứng được thì gọi là hành có sở đắc. Nếu các Bồ Tát nghĩ rằng ta nhất định truyền được bánh xe Pháp vô thượng gọi là hành có sở đắc, nếu các Bồ Tát nghĩ rằng ta có thể cứu vớt các loài hữu tình thì gọi là hành có sở đắc, nếu các Bồ Tát nghĩ rằng ta có hành, ta có chứng thì gọi là hành có sở đắc, nếu các Bồ Tát nghĩ rằng ta có thể tu hành bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa thì gọi là hành có sở đắc. Nếu các Bồ Tát nghĩ rằng ta có thể tu hành bốn nhiệm trụ, 37 pháp phần Bồ Đề thì gọi là hành có sở đắc. Nếu các Bồ Tát nghĩ rằng ta có thể tu hành tịnh lự vô lượng, đẳng trì đẳng trí môn đà la ni thì gọi là hành có sở đắc nếu các bồ tát nghĩ rằng ta có thể chứng đắc vô lượng vô biên diệu pháp của chư phật như mười lực của như lai bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại tử, đại bi đại hỷ đại xả và mười tám pháp phật bất cộng thì gọi là hành có sở đắc nếu bồ tát không hành có sở đắc thì không đắc pháp nhẫn chẳng có sai khác diệu ca tường hỏi nếu vậy bồ tát làm sao tu học hướng tới hạnh bồ đề lòng ca tường đáp nếu chúng Bồ Tát đối với các Pháp không nắm giữ thì đó là tu học hạnh hướng tới Bồ Đà. Nếu chúng Bồ Tát đối với các Pháp không đường thừa cậy nhờ thì đó là tu học hạnh hướng tới Bồ Đà. Nếu chúng Bồ Tát hiện quán các Pháp nương cả các duyên không, không có tự tánh lìa ngã ngã sở thì đó là tu học hạnh hướng tới Bồ Đà. Nếu chúng Bồ Tát dù có sở hành nhưng không tưởng hành thì đó là tu học hạnh hướng tới Bồ Đà. Diệu ca tưởng nói, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ngài đã nói, như người trong mộng, đi nói là đến đi dừng nghỉ ở khắp nơi, nhưng thật không có đi đứng ngồi nằm, cũng không thật có chỗ để đến đi. Bồ Tát cũng thế, tuy trong lúc tỉnh có tu hành mà không tưởng hành, quán hạnh sở hành bản tánh đều không, đối với các pháp không có nắm giữ, thông đạt tất cả pháp đều không có tướng trạng, không tàng chứa, không thủ giữ, đồng với hư không, vân vân, bản tánh không, vắng lặng. Nếu các Bồ tát hành được như thế, không có nắm giữ để các hí luận, thì đó là dụng phước chân tịnh cho trời người, xứng đáng nhận sự cúng dường cung kính của thế gian. Đại Bồ Tát Long Cát Tường nghe vậy vui mừng hớn hở nói, Kính thưa tôn giả, tôi nay muốn đến thành thất la Việt vì hữu tình mà tuần hành khất thực. Diệu Cát Tường nói, Ngài đi tùy ý, nhưng khi đi chớ được cất chân, chớ được hạ chân, chớ cò, chớ duỗi chớ khỏi tâm ta, chớ giấy hí luận, chớ sanh tường đường xá, chớ xanh tường thành ấp xóm làng, chớ sanh tường nam nữ lớn nhỏ, chớ sanh tường đường lớn ngõ hẻm vườn rừng nhà cửa vân vân vì sao? vì bồ tát xa lìa.